chương 3489, thế gian người mạnh nhất quyết đấu, huyết nguyệt dưới, phúc lộc thần tôn nhìn qua màu đỏ rực bầu trời, nói, ta đã thấy được vận mệnh một góc, là sát thần thành bốc cháy lên hừng hực thần diễm, hóa thành trong tinh không nhất là trói lọi hỏa cầu, vô số sinh linh tại kêu rên, tử linh đang gầm thét, đều là hóa thành hồn vụ cùng huyết khí, bộ tộc bị thương nặng, một khúc bi ca, sớm đã tại trên vận mệnh thiên chương hiện ra. Không có người có thể cải biến. Thật sao? Ta cả đời này nhất không tin chính là vận mệnh. Mệnh ta nên do ta. Phong Đô Đại Đế không cần phải nhiều lời nữa. Phóng ra bước chân, vân sam tung bay, Phúc Lộc Thần Tôn bố trí trận pháp thùng rỗng kêu to. Không cách nào ngăn trở Phong Đô Đại Đế bước chân, bị khóa chết không gian. Phong Đô Đại Đế phất tay liền cắt ra. Rất hiển nhiên, Phong Đô Đại Đế là quyết định bằng tốc độ nhanh nhất. Đánh tan Phúc Lộc Thần Tôn chỉ cần phúc lộc thần tôn tan tác liền không cách nào lại phong tỏa mảnh tinh vực này thiên cơ la sát tộc biến cố lập tức liền sẽ bị địa ngục giới chư thiên cảm ứng được đến lúc đó trong la sát thần thành lượng tổ chức thành viên cùng phúc lộc thần tôn một cái cũng đừng hòng trốn soạt soạt trong hư không một đảo ánh sáng trói mắt nở rộ liệt nhật một dạng sáng tỏ sáng trói ngừng hóa thành một tòa vận mệnh chi môn tiếp theo là tòa thứ hai tòa thứ ba cuối cùng, hình thành 12 tòa vận mệnh chi môn, đem phong đô đại đế vây quanh trong đó. Trên vận mệnh chi môn phát ra quang hoa, đang áp chế phong đô đại đế lực lượng, mỗi một đạo đều so hàng tinh to lớn. Phúc lộc thần tôn thân ảnh, xuất hiện ở tại chúng một đạo vận mệnh chi môn, lạnh nhạt bình tĩnh, nói, đối đầu thiên tôn nhân vật như vậy, lão phu há lại sẽ không làm tốt sách lược vẹn toàn. Thần trận tỏa mệnh, dùng khỏe ứng mệt, trên phá càn khôn. Dưới chấn tứ hải, người cho rằng một tòa thần trận liền có thể vây khốn ta, thời kỳ đỉnh phong hoa ảnh thương nhiệt có lẽ có thể làm được, nhưng ngươi còn không được. Phong đô đại đế sau lưng hiện ra phong đô quỷ thành hư ảnh. Hoàng tiền hà tại hư không gào thét chảy xiết, cửu u huyền cương lan tràn ra, âm khí nặng nề như mây đen đồng dạng đen kịt, bao phủ lại 12 đạo vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi quang bị áp chế, vận mệnh quy tắc không cách nào lưu động. Oanh phong đô đại đế một trường vỗ ra ngoài. Tòa kia hiển hiện có phúc lộc thần tôn thân ảnh vận mệnh chi môn chia năm xẻ bảy. Vô số trận pháp minh văn cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Từ trong vận mệnh chi môn bạo phát đi ra, những lực lượng này đủ để thương tích đại tự tại vô lượng. Nhưng cách phong đô đại đế còn có nửa thước khoảng cách. Liền tự động chôn vùi. Không cách nào đối với vị này đương thời thiên tôn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tự thân trận vực liền có thể ma diệt những sức mạnh mang tính chất hủy diệt kia. Phúc Lộc Thần tôn thận trọng, đứng tại pha tạp cạnh bia đá một bên, lấy ra một cây ô mộc pháp trượng, pháp trượng đỉnh treo một chiếc thần đăng, thần đăng phát ra quang hoa rất nhạt, rất nhu hòa, hiện lên màu lam nhạt, nhưng những quang hoa này lại làm cho phá toái vận mệnh chi môn một lần nữa ngưng tụ, đem phá trận mà gia phong đô đại đế lại khốn vào trong thần trận. Nguyên bản đăng thần khí kiện trong truyền thiết thủy tổ còn sót lại này, thế mà xuất thế. Phong đô đại đế nói, phúc lộc thần tôn cầm đèn, mỉm cười, vốn không muốn lấy ra, nhưng cùng đại đế là địch, nào dám có bản phận giấu dốt. ánh đèn chỗ chiếu chi địa, không gian bị vô hạn kéo duỗi. Nguyên bản phong đô đại đế cùng phúc lộc thần tôn vẻn vẹn cách xa nhau mấy chục trường. Trong nháy mắt này về sau, khoảng cách của hai người, bị chuyển rời đến mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm bên ngoài mấy chục triệu dặm vẫn còn tiếp tục biến xa, như muốn trực tiếp đem phong đô đại đế đưa tiễn, đẩy lên mảnh tinh vực này bên ngoài, rầm rầm, hoàng tiền hà chảy xuôi, nhánh sông hàng ngàn hàng vạn, từ đằng xa phun trào tới, cùng màu lam nhạt ánh đèn đối kháng, không bao lâu, hoàng tiền hà liền vượt trên nguyên bản đăng, vọt tới phúc lộc thần tôn trước người, bên tai truyền đến oanh minh tiếng nước chảy, trước mắt là hoàng vụ mênh mông hơi nước phong đô đại đế lần nữa đánh xuyên qua thần trận, rơi xuống hoàng tiền hà sóng nước đỉnh, cúi nhìn phía dưới phúc lộc thần tôn, cái thế bá uy triển lộ không thể nghi ngờ, bể nghệ ánh mắt chằm chằm đi qua, giống như tại nói cho phúc lộc thần tôn, thiên tôn vô địch, không phải ngươi có thể ước lượng, phúc lộc thần tôn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong tay pháp trượng, trùng điệp hướng mặt đất một kích, lít nha lít nhít ấn phù, xuất hiện tại hư không, dán đầy thiên địa, khiến cho thời gian đình trì. Không gian ngưng kết, phong thiên lại tỏa địa, phong đô đại đế bàn tay khoanh tròn, mạnh mẽ khí lưu bạo phát đi ra, một đảo âm khí nặng nề tử vong đại thủ ấn ngưng tụ thành hình. Chấn vỡ đầy trời phù văn, như một tòa năm ngón tay hình dạng thiên địa, hướng Phúc Lộc thần tôn đè xuống. Ha ha, buông thả mà cuồn cuộn tiếng cười, bỗng nhiên vang lên, thiên tận nhai dưới, nồng hậu dày đặc mây mù ma khí sôi trào lên, đột nhiên tản ra. Khương Sa khắc từ trong ma vân bay lên mà lên, cầm trong tay ma thần thạch trụ, bổ ngang ra ngoài, trên ma thần thạch trụ, ngàn vạn văn tự lấp lóe, lực áp thương khung, cùng phong đô đại đế đánh ra tử vong đại thủ ấn đụng nhau cùng một chỗ. Phúc lộc thần tôn đem ô mộc pháp trượng nâng quá đỉnh đầu. Còn lại 11 tòa vận mệnh chi môn, cùng nhau hướng phong đô đại đế ép đi, ầm ầm, một kích giao phong, trên thiên tẫn nhai, thời không bị đánh đến hỗn loạn, hỗn độn một mảnh phúc lộc thần tôn phát quan vỡ nát, tóc dài xõa xuống, khóe miệng chảy xuống huyết dịch, nói cho cùng, hắn nhục thân cũng không tính cường đại, tại loại cấp bậc này trong giao phong, khoảng cách quá gần, rất dễ dàng bị thương, khương xa khắc bay rớt ra ngoài, rơi vào trong mây mù ma khí, nhưng, chỉ là một sát na, liền lại bay trở về, ầm vang một tiếng rơi xuống trên thiên tẫn nhai, hắn đứng ở phúc lộc thần tôn bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phong đô đại đế nói đương thời thiên tôn quả nhiên không phải bình thường so trong dự đoán của ta mạnh hơn một chút như vậy so với tại huyễn diệt tinh hải cùng tinh hải thùy điếu giả cùng thạch thiên đấu pháp thời điểm khương sa khắc tu vi lại khôi phục một mảng lớn khoảng cách trạng thái đỉnh phong càng ngày càng gần nó một là bởi vì loạn cổ ma thần tại thiên đình vũ trụ thu lấy một chút đại thế giới sinh linh những sinh linh này toàn bộ đều bị khương sa khắc nuốt thứ hai tự nhiên là bắt nguồn từ La Tổ Vân Sơn Giới. Loạn cổ ma thần mưu đồ La Tổ Vân Sơn Giới, là có nguyên nhân, phong đô đại đế liếc mắt liền nhìn ra khương xa khắc biến hóa trên người. Ánh mắt khắc sâu mà sâu thẳm, nói, người luyện hóa ma tổ chi huyết, khương xa khắc hăng hái, khôi phục ngày xưa trí thượng tứ trụ tiệt đại phong thái. Nói, ở dưới thiên tẫn nhai này, La Tổ Vân Sơn Giới thế giới nội bộ. Còn sót lại có một đầm thủy tổ ma huyết đã bị ta đều nuốt uống ngươi tới được vừa vặn bản tọa đã sớm muốn cùng đương thời thiên tôn một trận chiến lấy nói cho thế nhân ma thần không phải con mồi mà là thợ săn đi săn người đương thời soạt soạt phong đô đại đế đi nhanh hướng về phía trước đụng xuyên phúc lộc thần tôn bố trí từng tầng từng tầng tinh thần lực bình chướng trong chốc lát đến khương xa khắc trước người khương xa khắc mảy may đều không coi nhẹ trước mắt vị này quỷ tộc đại đế tay phải cầm ma thần thạch trụ là côn, tay trái ngưng tụ thần thông truyền thế ma luân, cột đá đè xuống, đòn cảnh tỉnh, phong đô đại đế lấy tay cánh tay cản ma thần thạch trụ. Một tay khác ngón tay bóp thành hai chỉ cái kéo thức, đâm thẳng khương xa khắc mi tâm thần hải. Ầm ầm, truyền thế ma luân bị hai lỗ ngón tay mặc, hùng hậu mà kinh khủng ma đạo năng lượng bốn phía, như là một vị vô lượng cảnh cường giả tự bạo thần nguyên khoảng cách gần trùng kích tại Khương Sa Khắc cùng phong đô đại đế trên thân. Phóc, Khương Sa Khắc mi tâm nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu, thân hình cấp tốc lui nhanh, rung động trong lòng không gì sánh được. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cũng may chuyển thế ma luân đủ cường đại, đem phong đô đại đế lui tránh, bằng không hắn thần hải chắc chắn sẽ bị thương. Phong đô đại đế lùi lại ra ngoài, thối lui đến bước thứ tư thời điểm, trong lòng sinh ra cảnh giác, hóa thành một đạo chùm sáng, bay thẳng phía trên huyết nguyệt, ngay tại phong đô đại đế cách mặt đất trong nháy mắt. Lòng đất vỡ ra, một cái cánh tay đá, từ phía dưới duỗi ra, chỉ kém mảy may liền có thể đánh nát phong đô đại đế hai chân. Một tôn thạch nhân, từ lòng đất bay ra, giống như là đao diều điêu khắc ra, nhưng thân thể quá mức thô giáp, ngược lại càng giống là thiên sinh địa trường, tự thành hình người hắn quanh người quy tắc biến hóa khó lường, khí tức khi thì cuộn trào khiếp người, khi thì vô tung vô ảnh, nếu không cũng không gạt được phong đô đại đế cảm ứng. Không phải người khác, chính là từ huyễn diệt tinh hải trở về đế, có chỗ khác biệt chính là, đế bị chém dụng đầu lâu cùng cánh tay, đã một lần nữa ngưng tụ ra, là hoàn chỉnh thạch nhân bộ dáng, phong đô đại đế lơ lửng giữa không trung chăm chú nhìn chăm chú đế. Trên mặt lần đầu hiện ra thận trọng thái sắc. Cái này chính là thiên hạ hôm nay, duy nhất một vị bán tổ. Là chân chính siêu Việt đến chúng sinh. Chư thần phía trên tồn tại. Ai dám khinh thị, tinh hải thùy điếu giả. Phượng thiên, thạch thiên có thể chém hắn bộ phận thạch thể. Đều là bởi vì, khi đó đế vừa mới giáng lâm đương thời. Không chỉ có suy yếu, mà lại thụ đương thời thiên địa quy tắc áp chế. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Lục phương thiên tôn đỉnh mới là chém xuống đế đầu lâu lực lượng chủ yếu. Phong Đô Đại Đế dần dần thoải mái, nói, nguyên lai các người ván này nhằm vào chính là ta. Phúc Lộc Thần Tôn nói, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Người truy cha ta, truy cha quá gấp, nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể bình ổn khống chế la sát tộc. Mà không phải hiện tại như vậy bốc lên phong hiểm cực lớn. Cùng ngươi sinh tử quyết chiến, thất bại hậu quả, ta cũng đảm đương không nổi. Ai bảo ngươi trước bố cục, ta cũng chỉ có thể vào cuộc không có lựa chọn nào khác. Đế thanh âm hư vô mờ mịt, giống như từ viễn cổ truyền đến. Nói ngươi khoảng cách bán tổ chi cảnh cũng liền chỉ kém một đường. Ta nếu trở về địa ngục giới liền không cho phép có ngươi dạng này nhân vật lợi hại tồn tại. Phong đô đại đế đối mặt thiên viên vô khuyết, trí thượng tứ trụ đương thời bán tổ tam đại trí cường, nhưng như cũ bình tĩnh nói xem ra bản đế là đối đầu hoàn toàn chính xác hẳn là buộc các ngươi sớm xuất thủ nếu không để cho các ngươi khôi phục lại đỉnh phong hiện hữu trật tự chắc chắn sẽ bị đánh phá đến lúc đó đối mặt lượng kiếp sẽ không có chút nào sức chống cự khương xa Khắc, người như khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, có thể cùng bản đế một trận chiến nhưng bây giờ còn xa xa chưa đủ đế ngươi tuy là thế gian duy nhất bán tổ nhưng thân thể đã tàn dáng lâm đương thời thời gian ngắn ngủi chịu lấy thiên địa quy tắc áp chế nếu là cứ vậy rời đi Ẩn cư một góc, trong một cái nguyên hội, nhất định có thể vô địch thiên hạ. Nhưng hôm nay mạo hiểm cùng bản đế một trận chiến, nhất định hạ trang thảm liệt, cảnh giới muốn rơi xuống đến bán tổ phía dưới. Phong đô đại đế ngữ khí kiên định, mang theo mặc kim phá thạch chi lực, hiển lộ rõ ràng tất thắng chi tín niệm, nhưng phía dưới ba người không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Đế nói, ngươi sai, nơi này là la tổ vân sơn giới, có ma tổ tàn lực ngăn cản thiên địa quy tắc, thiên địa quy tắc đối ta áp chế cực kỳ bé nhỏ người khoảng cách bán tổ đã rất gần hẳn là rất rõ ràng mình bây giờ tu vi cùng bán tổ có bao nhiêu tranh lệch cho nên người bất quá là đang hư trương thanh thế nội tâm kỳ thật rất rõ ràng chính mình hôm nay đi không nổi đây là một trận trên tâm lý giao phong song phương đều có tất thắng kiên định tín niệm ai tín niệm động trước lắc đã mất đi tất thắng chi tâm trên khí chàng tất rơi vào hạ phong Hôm nay liền nhất định sẽ tan tác, đế tổ nói không sai. Bản Thiên Tôn trở về, địa ngục giới không cho phép có người nhân vật lợi hại như thế tồn tại. Thiên Tôn, chỉ có thể có một cái, Chư Thiên Cộng Tôn, ầm ầm, một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, xuyên qua huyết nguyệt, trung tâm huyết nguyệt không người nào có thể đến nơi kia. Xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào tím, vô số lôi điện tại quanh người hắn lưu động, đem huyết nguyệt quang hoa đều che giấu. Bầu trời Biến thành màu tím. Hết chương 3489 rồi à. Hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.